Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán hoa lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 12 tháng 6 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến vô vàn những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc. Và đặc biệt thì hôm nay bên em sẽ có những cái giỏ dáng hương đuôi cáo khủng chi chít là nụ hoa, những cái phần dáng hương tam bảo sắc lá xếp tuyệt vời với những cái đai châu hồng cánh sen lá xếp mít rụt rất là đẹp luôn ạ, với cái giá cực kỳ là yêu thương để giao lưu cho cô chú anh chị ngày hôm nay nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là lô kiều vuông cánh trắng. Hàng hôm nay vừa cập bến, một lượng rất là nhỏ thôi, không có nhiều hàng cô chú anh chị ạ. Hàng xanh mướt rất là đẹp như thế này. Nói chung là nó cũng sẽ có xô cây ngắn cây dài cô chú anh chị nhé. Nhưng mà hàng thì cực kỳ là tươi và đẹp luôn. Em bán với giá là 250.000 cho 1 kg kiều vuông cánh trắng. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan Hoàng Phi Hạc hôm nay vừa cập bến, xanh mướt mắt sương như thế này ạ. Và đây là những cái khuôn bông hoa, những cái mặt bông của dòng lan Hoàng Phi Hạc. Khuôn bông cực kỳ là sắc nét và đẹp, có những cây có thể sổ họng đen, cũng có những cây sẽ sổ họng vàng cô chú anh chị nhé. Đấy, thì nó có thể sổ ra khá là nhiều những cái sắc màu hoa khác nhau. Với dòng lan Hoàng Phi Hạc này cực kỳ là bền hoa rưỡi, dễ thuần dễ chăm ở tất cả mọi vùng miền luôn đấy ạ. Và dòng lan Hoàng Phi Hạc này thì em xin phép được bán với giá là 100, hôm nay sẽ chỉ có 130.000 cho 1 kg thôi. Và hàng thì phải nói là cực kỳ là đẹp. Tuy nhiên thì hàng hôm nay em về giá rẻ hơn nên em sẽ bán được cái giá rẻ hơn một chút xíu nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan Hoàng Thảo Hoàng Lạp ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Hoàng Lạp về cũng đẹp tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. Đó, Hoàng Thảo Hoàng Lạp em bán với giá là 130.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan Nhất Điểm Hồng. Dòng lan Nhất Điểm Hồng thì hiện tại vẫn còn có một số những cái bông hoa để cô chú anh chị có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của dòng lan Nhất Điểm Hồng với cánh trắng nuột nà và họng điểm một xíu hồng rất là đẹp luôn. Cái dòng lan Nhất Điểm Hồng này thì em xin phép được bán với giá là 120.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây thì hôm nay em lại cập bến một cái lô dáng hương tam bảo sắc. Hàng hiện tại thì lác đác còn lại vài bông hoa nở thôi, nhưng mà thơm ngát tuyệt vời luôn. Cái dòng dáng hương tam bảo sắc này thì cái hương của nó có thể sánh với cả dòng lan Hoàng Nhạn. Với bản thân em cảm nhận một cái loại lan mà vô cùng là thơm, thân lá đẹp cô chú anh chị ạ. Vài bông nở hoa thôi mà rất là thơm luôn. Và đây là cái thời điểm mùa hoa mùa nụ và cũng là tầm ghép rất là đẹp cô chú anh chị nhé. Dáng hương tam bảo sắc em xin phép được bán hàng hôm nay với giá chỉ có 160.000 cho 1 kg. Hàng về tươi roi rói luôn như thế này. Đó, cực kỳ là tươi và đẹp luôn nhé. Chỉ có 160.000 cho 1 kg thôi. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan Quế Lan Hương, cái dòng quế trắng tháng 8. Cái dòng lan được coi là cái dòng đệ nhất hương ạ. Hoa nở vào tháng 8 và đây là dòng lá lướt cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 300.000 cho 1 kg. Cái dòng này thì nó không khác gì dòng quế xếp mặt bông của nó. Tuy nhiên thì cái dòng này thì chẳng qua là cái lá của nó không được đẹp như là cái dòng quế xếp thôi. Đấy, thì còn nếu như cô chú anh chị mà muốn sưu tầm cái dòng quế xếp ấy, thì lát cô chú anh chị sẽ chọn theo hình giúp em nhé. Còn sang bên này đây thì em có cái dòng lan trầm tím hàng rừng. Trầm tím hàng rừng thì cô chú anh chị biết về cái vẻ đẹp của nó rồi, hoa thì vô cùng là thơm rồi ạ, cực kỳ là thơm rồi cái trầm tím hàng rừng. Em bán với giá là 800.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài.
Cái dòng lan hài vệ nữ này thì em bán với giá chỉ có 60.000 cho 1 kg thôi. Giá thì cực kỳ là rẻ. Nhưng mà cái cây hài này thì về cái thẩm mỹ, về cái mặt bông của nó không hề là xấu của chú anh chị nhá, mà hoa của nó rất là đẹp. Chẳng qua là hiện tại thì cái giá của nó rẻ như vậy bởi vì trong tự nhiên nó còn khó có khá là nhiều nên nó rẻ thôi. Tuy nhiên thì khi mà người ta mang về ghép được những cái chậu thuần rồi thì chỉ có một chậu chỉ có 1-2 bông hoa thôi, người ta bán đến 150 cho đến 200.000 trong một chậu rồi. Đó thì cô chú anh chị có thể sưu tầm ở đây. 1 kg chỉ có 60.000, nó quá là rẻ thì cô chú anh chị có thể về tự ghép tự trồng nhá. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo vẩy rồng của vùng Cao Bằng. Cái thời điểm bây giờ thì em thấy là lác đác một số cây đang bắt đầu là nhú nụ cô chú anh chị này. Đấy, hoàng thảo vẩy rồng là một số cây hiện tại đang nhú nụ. Hoàn toàn là cô chú anh chị về ghép thì cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn nhất nhá. Đây, hiện tại là cây nó chưa nở hoa thôi nên là cô chú anh chị về ghép thì mình sẽ được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn. Vẩy rồng em xin phép được bán với giá chỉ có 130.000 trong 1 kg thôi, với những cái rễ xinh xinh rất là dễ ghép cho cô chú anh chị luôn ạ. Hoàng thảo đơn cam hiện tại đang bắt đầu lên những cái mầm rất là xinh như thế này, những cái mầm chồi rất là xinh. Em bán với giá là 620.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái cây đơn cam cho sân vườn nhé. Và hết lô này chắc là cũng phải đợi đến mùa hoa tiếp theo thì mới có những cái cây đơn cam để mà bán thôi cô chú anh chị ạ. Sang bên này thì em có những cái cây lan hoàng nhạn. Những cây hoàng nhạn nó tháng 4 được coi là chị em song sinh của dòng lan hoàng nhạn tháng 8 rồi. Và cái dòng này thì cô chú anh chị cái độ thơm của hoa thì không cần phải bàn, cũng chỉ cần 1-2 bông nở thì hoa siêu thơm rồi. Hàng hôm nay thì rất là đẹp luôn. Em bán đã còn một ít hàng thôi nên em chia ra theo từng phần như thế này để cô chú anh chị có thể dễ dàng lựa chọn. Này em có phần này, phần số 1 có tất cả là 5 cây nhé cô chú anh chị nhé. Đều là 5 đẹp, 3 cây dưới này và 2 cây trên này nữa. Đó, đều là những cây đã trưởng thành. Và lô này em bán với giá là 120.000 thôi. Đều là những cây rất là to và đẹp luôn ạ. 120.000 cho cái lô này nhé. Và hình tiếp theo là phần tiếp theo là phần số 2. Phần này có tất cả là 7 cây cô chú anh chị này. Đó, tất cả là 7 cây. Về đủ cô chú anh chị làm một giò hay là một trụ rất là xinh luôn ạ. Đây nhá, tất cả những cây đều rất là đẹp như thế này. Phần số 2 em bán với giá là 140.000. Và phần tiếp theo sẽ là phần số 3. Phần số 3 này của em có tất cả là 8 cây luôn ạ. Đấy, 8 cây đẹp nhá cô chú anh chị nhá. 8 cây hoàng nhạn đẹp ở đây ạ. Và 8 cây lô hoàng nhạn 8 cây này thì em xin phép được bán với giá là bao nhiêu ạ? 180.000 cho 8 cây hoàng nhạn này. Tức là mỗi một cây hoàng nhạn rất là đẹp như thế này chỉ rơi vào có bao nhiêu? Hơn 20.000 một chút xíu. Còn sang bên này đây sẽ là phần số 4. Phần số 4 này thì em có 4 cây hoàng nhạn đây. Cây này cây thứ nhất này, cây thứ hai này, hai cây rất là to. Cây này thì bị rách ở cái phần gốc này một chút xíu nhưng không có làm sao đâu cô chú anh chị nhá. Và bên này thì có hai cây nữa này. Đó, cô chú anh chị nhìn kỹ giúp em. Đây, có hai cây như vậy nữa. Và cái phần hoàng nhạn này xanh tươi mướt đẹp này em bán với giá là 140.000. Và sang bên này đây thì em có duy nhất hai cái lô hoàng thảo nghệ tâm thôi. Lô này em gọi là lô số 1 đấy cô chú anh chị này. Nó còn có tên là thạch hộc duyên dáng bởi vì khi mà nó nở hoa thì bông hoa của nó cực kỳ là đẹp nhá. Thân bé nhỏ nhưng mà khi sổ hoa rất là sai bông. Và sắc hoa của nó, bông hoa của nó không hề bé một chút xíu nào luôn ạ. Đó. Và cái dòng lan hoàng thảo nghệ tâm này, lô hôm nay về thì em lô số 1 cô chú anh chị nhìn thấy là thân mập, cây mập nú luôn. Nói chung là và phần này phần số 2 gần như là nó là nguyên một rề luôn ạ. Và mỗi một phần như thế này em bán với giá là 50.000 nhá. Một cái phần gà tròn của vùng Cao Bằng rất là đẹp luôn. Em bán phần này với giá là 80.000 cho cái phần gà tròn này. Và bên này thì em có một cái lô một cái phần đai châu. Một cái phần đai châu rừng cô chú anh chị này. Có tất cả là 3 cây rất là đẹp luôn. Đó, 3 cây châu rừng như vậy về cô chú anh chị là một chậu quá tuyệt vời nhá. 3 cây châu rừng này thì em chỉ bán với giá có 160.000 luôn ạ, thanh lý luôn nhá. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hài, trước tiên sẽ là những cái phần lan hài Helen. Em gọi đây là phần hài Helen số 1, chỗ này cô chú anh chị về làm được 3 chậu tuyệt vời luôn. Phần này là phần số 2. Thì phần này là phần số 2 nhá, cô chú anh chị nhá, cũng khá là nhiều. Và mỗi một phần như vậy em bán với giá là phần này em bán với giá là 90.000 và phần số 2 là 80.000, phần số 1 là 90 và phần số 2 là 80 nhé. Bây giờ cô chú anh chị nó sắp đến mùa hoa rồi nên là cô chú anh chị về chỉ cần trồng ấm chậu là sẽ cho nụ cho hoa luôn rồi đấy ạ. Dễ thuần dễ chăm, cái dòng hài Helen phân bố hẹp và phổ biến chủ yếu ở vùng Cao Bằng và hoa vàng cực kỳ là xinh và rất là sai bông.
Và bên này là em có một cái phần hài trần liêng duy nhất. Bình thường em bán cái lô này thì bình thường em bán 90.000 cho một lô, còn lô duy nhất này em xin phép được bán với giá là 70.000 này cô chú anh chị này. Và bên này đây sẽ là dòng lan hài gấm, cô chú anh chị nhìn cho em. Bông hoa sắc vàng với những cái đốm rất là đẹp luôn, như thế này ở bên ngoài nhìn sáng lắm cô chú anh chị ạ. Cái bông hoa vàng cực kỳ là đốm vàng rất là đẹp luôn. Đấy, đây là một phần chỉ có hai nhánh mà nó đã sổ hai bông hoa như thế này. Cái dòng hài gấm này thì nó rất là sai bông cô chú anh chị ạ, cực kỳ là dễ thuần dễ chăm luôn. Em có hai phần như vậy bán mỗi giá mỗi phần chỉ có 45.000 ạ. Và bên này thì em có một cái lô hàng thanh lý này. Lô hàng thanh lý em có một cái lô này là gồm có vài nhánh giáng hương tam bảo sắc và một cái phần ở một cái cây hải yến đang bắn rễ rồi này. Cái lô này toàn bộ em bán là 40.000 nhá. Nhất điểm hồng nữa. Đó. À, nhất điểm hoàng chứ, cái lô này là lô nhất điểm hoàng chứ không phải là nhất điểm hồng ạ. Và bên này thì em có một cái lô quế tím này, bạch nhạn này, tam bảo sắc này, rồi hải yến này, một cái lô lộn xộn này em thanh lý này. Đấy, lô thanh lý này em bán với giá là 30.000 trong cái lô thanh lý này. Và tiếp sang bên này đây, tiếp sang bên này đây thì em có những cái cây lan thuần. Đây cô chú anh chị cùng em ngắm lại cái lô tam bảo sắc đủ tươi, đủ đẹp tuyệt vời như thế này. Đó, về cô chú anh chị ghép cái thời điểm bây giờ là sẽ ra rễ rất là nhanh luôn. Tiếp sang bên này đây là những cái cây đai châu siêu đẹp, siêu VIP đẹp. Những cái cây đai châu hồng cánh sen vô cùng là đẹp xuất sắc như thế này. Và cô chú anh chị chơi lan lâu thì chắc chắn biết là những cái cây hồng cánh sen này là một cái mặt bông mà đẹp và có giá trị nhất, tuyệt vời nhất trong tất cả những cái dòng đai châu Thái cô chú anh chị nhé. Hoa nở đúng vào thời điểm Tết. Và cô chú anh chị nhìn cho em những cái cây đai châu này, lá mít xếp rụt và bản lá gân kẻ rất là đẹp như thế này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, những cây châu rất là tuyệt vời. Và mỗi một cây châu như thế này là hàng chậu gỗ. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4-5 cặp lá trở lên. Và chậu như vậy thì em chỉ bán có 250.000 cho một chậu luôn. 250.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Cái giá của nó, cái giá thực tế của nó ấy, ở những cái lô bình thường em nghĩ rằng những cái lô này, những cái cây như thế này phải giá trị lên đến 500.000 cô chú anh chị ạ. Cái hồng cánh sen là một cái mặt bông rất là đắt tiền luôn đấy ạ. Đó, mà hàng hôm nay về nó siêu đẹp như thế này, không có lỗi lầm, gần như là không lỗi lầm. Mà hàng đẹp giá chỉ có 250 cô chú anh chị nhé. Hết cái lô này đi thì không biết có khi nào mới được có một cái lô gọi là ưng ý rẻ mà đẹp như thế này cô chú anh chị này. Đấy, bản thân em bán thì cũng phải nói là nó rất là rẻ. Còn nếu như cô chú anh chị không muốn lấy những cái cây lớn kia, cô chú anh chị lấy những cây nhỏ hơn như thế này cũng rất là xinh. Đây cũng là dòng hồng cánh sen, vừa rồi nó đã cho hoa rồi, cây cũng nhiều cặp lá nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, rất là nhiều cặp lá, nhưng mà ở đây cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đây ạ, đó, so sánh thì nó sẽ nhỏ hơn khá là nhiều nhé cô chú anh chị nhé, nhỏ hơn khá là nhiều đấy ạ so với cây lớn ạ. Và những cây hồng cánh sen hàng chậu nhựa này em bán với giá chỉ có 110.000 thôi, nó cũng rất là đẹp. Còn bên này đây là cho cô chú anh chị nào mà yêu mến cái màu sắc đỏ sắc pháo. Hồng cánh sen và đỏ sắc pháo là hai cái màu sắc đẹp tuyệt vời nhất rồi. Đó, ngay từ cái thân của nó đã đỏ thắm như thế này rồi. Đỏ sắc pháo một chậu như thế này em cũng bán 110. Và những cái cây này thì năm ngoái nó cũng đã cho nụ cho hoa rồi này. Đều đã cho nụ cho hoa rồi đấy cô chú anh chị, vài năm cho hoa rồi. Đấy nên là cô chú anh chị mình yên tâm luôn nhé. Là những cây cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa trong cái thời điểm bây giờ rồi, cho Tết tới này rồi đấy ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng lan samurai. Những cây lan samurai hoa siêu thơm. Hoa siêu thơm với những cái bông hoa trắng nuột nà và cực kỳ là thơm. Hoa nở quanh năm luôn cô chú anh chị nhé. Đây hiện tại lác đác hoa đã tàn rồi nhưng mà còn sót lại vài bông hoa. Hoa rất là thơm cô chú anh chị ạ. Em bán samurai một chậu như vậy với giá là 150.000 ạ. Chậu thì nó sẽ rơi vào ít nhất là 3 cây nhé. Hàng lá xếp tăm tắp rất là xinh như thế này, dễ thuần dễ chăm mà hoa trắng rất là thơm. Người ta nói rằng samurai hoa mà đứng ở vị trí thứ hai thì không có loại hương nào, hoa của cây lan nào đứng ở vị trí thứ nhất. Đó, để đấy rằng là cái cây này nó hoa rất là thơm. Ở bên này thì em có một cái phần lan hoàng thảo hương vani. Hàng hôm nay thì cũng vừa mới đang bung lụa thôi nên là về nhà cô chú anh chị. Nếu như cô chú anh chị nào ở ngoài Bắc ấy, thì hàng vận chuyển khoảng tầm 1-2 ngày thôi thì thoải mái cô chú anh chị về vẫn được chiêm ngưỡng cái mặt bông của hoàng thảo hương vani này, cũng như thưởng thức cái mùi hương thơm ngọt ngào, rất là ngọt ngào của nó ạ. Ở chỗ này thì có 2-3 dề gì đó này, xanh tươi đẹp như thế này. Em bán cái lô hương vani này với giá là 60.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và bên này sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ này cô chú anh chị này. Một chậu như vậy thì rơi vào ít nhất là 3 thân ạ. Đó, rơi vào ít nhất là 3 thân cô chú anh chị nhá. Hàng cây cực kỳ là đẹp đây luôn ạ. Cái dòng hoa nở Tết bình thường thì hàng hoa Tết người ta bán ít nhất là một chậu một thân là sẽ là 100.000. Càng hôm nay thì em chỉ bán có 150.000 cho một chậu thôi ạ. 150.000 cho một chậu trầm rồng đỏ này. Và bên này đây sẽ là cái dòng lan
Bên này là dòng lan giả hạc Hawaii tím xưa, cô chú anh chị nhìn này cho em ạ. Rất là đẹp như thế này. Một chậu thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 4 thân trở lên. Em bán một chậu như vậy với giá là 150.000 thôi nhá. 150.000 cho một cái chậu giả Hawaii tím xưa. Và sang bên này đây sẽ là những cái bảng. Bên này là những cái bảng giả hạc Pháp, cô chú anh chị nhìn cho em. Một bảng như thế này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7-8 thân hoa trở lên. Đó, đảm bảo cô chú anh chị Tết tới này sẽ có một cái suối hoa đẹp tuyệt vời để mà thưởng thức nhé. Em bán một bảng giả hạc Pháp này với giá là 160.000. Đó, hàng hoa tím đỏ siêu đẹp luôn, trước đây mỗi một thân trên 100.000. Một bảng giả hạc Pháp như vậy có lẽ phải khoảng tầm 500-600. Hiện tại giá của nó chỉ có 160.000 ạ. Và sang bên này thì em có hai cái chậu này, là hai chậu cắt lay A, cái sắc hoa tím hồng và cái sắc hoa đỏ cam cô chú anh chị nhé. Đấy, hai cái chậu này xanh mướt đẹp như vậy, bình thường em bán là 130. Hôm nay em sẽ bán thanh lý hai chậu này, đẹp cô chú anh chị thấy ạ, đẹp này chứ không có hề xấu nhá. Còn lại hai chậu thôi nên em bán 160.000. Sang bên này sẽ là những cái chậu phi điệp cánh viền ạ. Hàng này em cũng sẽ bán thanh lý nhá. Một chậu như vậy bình thường mà giá 160, hôm nay còn giá là 110.000. Bên này sẽ là giả hoa ngoài trắng xưa. Đó, chậu này còn có 4 thân rất là đẹp luôn. Em bán cái chậu này với giá là 130.000. Hoa trắng không tì vết, chuẩn Hawaii trắng nhé cô chú anh chị nhé. Hàng ươm kỳ đó. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu bên này là những chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng ạ. Phi điệp 5 cánh trắng họng hồng, cô chú anh chị nhìn ngay từ cái thân của nó xanh biếc và trong vắt như thế này thì cô chú anh chị thấy chuẩn mặt bông rồi nhá. Hàng hoàn toàn là ươm kỳ. Đó, cũng là hoa nở thời điểm Tết. Một chậu như thế này có thể rơi vào 3-4 thân hoặc là có thể rơi vào 3 thân. Nếu như 3 thân thì mỗi một thân hiện tại nó dài trên khoảng trên 40 cm rồi. Còn nếu như mà 3 thân có sẽ có những cái thân nó ngắn hơn một chút xíu, nhưng nhiều thân cũng đã dài trên 40 cô chú anh chị ạ. Và một chậu như thế này chỉ có 140 cô chú anh chị ạ. 140 siêu rẻ, mặt đông siêu đẹp mà giá thành thì siêu, phải nói là siêu rẻ luôn cô chú anh chị nhá. Cái dòng hàng mà mặt bông vô cùng là đẹp, cánh trắng họng hồng rất là tuyệt vời luôn mà giá thì siêu rẻ. Đến cuối năm cô chú anh chị những cái thân này phải dài khoảng tầm 6-70 cm cô chú anh chị ạ. Và sang bên này sẽ là những cái cây hài, những cây lan hài đẹp cô chú anh chị có thể sưu tầm. Trước tiên sẽ là cái dòng lan hài mau rie đỏ, sắc hoa đỏ thắm tuyệt vời như thế này. Và một cái chậu mau rie đỏ này có một thân ạ, với giá em bán là 150. Còn bên này là những cái chậu mau rie xanh, cô chú anh chị nhìn cho em, một chậu như thế này rơi vào ít nhất là hai cây, cực kỳ là đẹp luôn. Lá có thể trơn hoặc là lá vằn chấm rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này. Chậu nào cũng như chậu nào, cực kỳ là khỏe và đẹp mà dễ thuần dễ chăm, độ bền của hoa thì vài tháng cô chú anh chị ạ. Em bán mau rie xanh này với giá là cũng là 250 cho một chậu nhá. Sang bên này sẽ là những cái dòng chậu lan hài vân. Mấy chậu lan hài vân này em bán với giá là 120 ạ. Và bên này sẽ là Lecochilium, dòng lan Lecochilium hoa cực kỳ là thơm ạ. Lecochilium một chậu như vậy em bán với giá chỉ có 150. Giá trên thị trường trung bình người ta bán tầm 250 cho một chậu Lecochilium nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan vũ nữ. Đây là vũ nữ hoa anh đào này cô chú anh chị này. Hoa cực kỳ là xinh và chậu nhiều thân như vậy em bán 140 cho một chậu vũ nữ hoa anh đào nhé. Còn bên này đây sẽ là dòng lan tiểu thần tiên, nghe nói đến tên thôi cô chú anh chị cũng biết được cái vẻ đẹp của cái dòng lan này rồi. Hiện tại thì có những cái chậu đang nụ này, tiểu thần tiên hoa trắng họng đỏ rất là đẹp nhé. Em bán là 140 cho một chậu nhiều giả hành này. Và tiếp sang bên này sẽ là rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi, đặc biệt là những cái trụ cáo hôm nay siêu nụ, những cái trụ cáo siêu nụ siêu hoa với giá rất là phải chăng. Và những cái cây cáo hoa phân nhánh nhá, cũng như là những phần cáo rời và những cái cây quế em bán giá hôm nay nhẹ nhàng để cô chú anh chị có thể sưu tầm. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình một ạ. Những cây quế lan hương hôm nay em cũng sẽ bán giảm nhẹ để cô chú anh chị sưu tầm. Em xin phép được giới thiệu từ những cái hình đầu tiên trở đi đến cô chú anh chị. Trước tiên là cái hình số 1 ạ. Hình số 1 là một cái giò dáng hương đuôi cáo cực kỳ là khủng. Không biết là mười mấy cây mà hiện tại em đếm là có bao nhiêu bông hoa đây? 2 3 4 4 cái bông, 4 2 2 4 cần hoa. Cái giò này thì nó chắc nếu như mà đợi đến sang năm chắc chắn là không phải 4 mà 5 cần hoa ở đây rồi. Cái cần hoa này thì bị gãy nhưng mà nó nở hoa sớm hơn một chút xíu, cái dáng hương đuôi cáo. Cái một cái trụ cáo này này.
chắc là tầm không biết là mười mấy cây. Và trụ này thì em xin phép được bán với giá là 600.000 cô chú anh chị nhé, 600.000 cho cái trụ cáo này ạ. Đó, một cái trụ cáo rất là nhiều cây chi chít như vậy. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 2. Hình số 2 cô chú anh chị nhìn cho em, một cái chậu cáo, một cái giò cáo mà ghép tròn xoay xung quanh, có 3 cần hoa dài tít tắp cô chú anh chị này. Đó, và bên này cô chú anh chị nhìn cho em là những cây cáo xếp mẹ con rất là đẹp như thế này. Em sẽ quay xa để cô chú anh chị có thể nhìn thấy này. Và cái giò số 2 này em xin phép được bán với giá là 330.000 cho giò cáo số 2 cô chú anh chị nhé. Đấy, cô chú anh chị cứ lựa chọn xem là những cái hình nào mà cô chú anh chị cảm thấy là ưng ý thì cô chú anh chị đặt hàng giúp em ạ. Đấy, cái trụ cáo này với giá là 330.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Mỗi trụ cáo cực kỳ là khủng, không biết là bao. À, cái trụ cáo này thì nó có hai cái giò đấy cô chú anh chị, có hai giò cáo đấy. Tuy nhiên là người dân người ta bó lại với nhau như thế này thì tạo thành mấy giò phải nói là cực kỳ là sum suê luôn. Đó, nó có hai giò nhưng mà dân người ta bó lại với nhau và tạo ra một cái giò cáo rất là sum suê. Ở đây thì em thấy là một cần hoa 2 3 4 5 6 7. 7 cần hoa ở đây, 7 8 cái cần hoa, tất cả là 2 2 này, 3 này, 4 5 6 7 8 cần hoa ngắn dài cô chú anh chị nhá. Cái giò cáo này thì không biết là bao nhiêu cây. Trụ xoay tròn các tứ phía đều có cây cô chú anh chị ạ. Váy giò cáo này thì em xin phép được bán với giá là 450.000 cho cái trụ cáo này cô chú anh chị nhé. Cái trụ này thì cái bông này thì cái nụ đã đo đỏ rồi, em nghĩ là cái bông này sẽ hoa sẽ rất là đỏ. Đấy, cái cây này nữa này cô chú anh chị này. ₺450.000 cho cái giò cáo này. Đó, nó chắc cũng rất là nhiều cây. Ở đây thì em đã đếm thấy 8 cần hoa rồi thì cô chú anh chị thấy rồi ạ. Có những cây nhỏ hơn thì nó cũng chưa có hoa nữa cô chú anh chị nhá. Đấy. Nó rất là khó quay tại vì em một mình. Rất là khó quay luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Hình số 4 này cũng là một cái trụ cáo. Hiện tại thì cái trụ cáo này em thấy là đang có hai cái cần hoa, chỗ trên này là nguyên một rề này, cây rất là to luôn cô chú anh chị này. Em thấy là đang có hai cần hoa. Đây ạ. 4 3 cây rất là to ở bên trên và hai cây bên dưới này nữa là thành tổng là 5 cây một cái trụ cáo này. Người dân người ta chắc là lấy cáo ở rừng về và người ta bó vào cái cây ở gần nhà ấy cô chú anh chị. Đây ạ. Rất là đẹp nhá, xanh mướt cực kỳ là đẹp luôn. Cái trụ cáo này em xin phép được bán với giá là 300.000. Cái gỗ của nó cũng khá là nặng đấy. 300.000 cho trụ cáo này nhá. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 5. Hình số 5 cũng là một cái trụ cáo này. Chỗ trên dưới này hình như đâu là 3 cây này. Chỗ trên này 2 cây nữa cũng là 5 cây này. Đây, rất là đẹp luôn ạ. Cái giò cáo 5 cây cực kỳ là đẹp như thế này. Và hiện tại thì cũng đang có hai nụ to huỳnh luôn cô chú anh chị nhá. Đang hai nụ to huỳnh luôn ạ. Lá dày dặn và xanh biếc cực kỳ là đẹp như thế này. Và cái trụ cáo này em cũng xin phép được bán với giá. Cái trụ này thì cũng là dân người ta lấy ở người ta lấy cáo ở rừng về và cũng trồng vào cái cây ở cạnh nhà ấy. Sau bây giờ hiện tại là người ta chặt ra như thế này, cây rất là đẹp luôn. Trụ này em cũng bán với giá là 300.000 là hình số 5. Hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Số 6 này cô chú anh chị này. Hình số 6 này nó là nguyên một rề luôn đấy cô chú anh chị. Nhưng mà về nhà em trồng thì không biết làm sao mà nó bị hỏng mất ngọn này cô chú anh chị này. Nụ nó rất là đều nụ này, 2 nụ này, 4 nụ này, 5 nụ, 6 nụ, 7 nụ, 2, 3 đây là 7 nụ tất cả nhá. Mà cái nụ của nó thì rất là giống nhau thì cô chú anh chị nhìn biết rồi, chỗ dưới này là 3 cây xếp thẳng tắp luôn. Trước đây nó là một cái rề phải nói là siêu đẹp luôn và cô chú anh chị nhìn cho em. Cái giò cáo này cô chú anh chị chỉ cần về chăm đến sang năm thôi nhá. Chăm đến sang năm thôi thì cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời luôn ạ. Ba những cái cây cáo này lên rất là đẹp. Và cái giò cáo này em xin phép được bán với giá là 380.000 cho giò cáo này ạ. 380.000 cho cái giò cáo số 8 này nhá cô chú anh chị nhá. Trước đây nó là một rề cực kỳ là khủng luôn nhưng mà về em trồng thì nó bị hỏng ngọn đi ấy. Bây giờ hiện tại nó mọc lên con, cây con ba cây xếp thẳng tắp ở dưới này lên này cô chú anh chị này, rất là đẹp. Và những cái cây mẹ ở xung quanh này đó, rất là đẹp như thế này. Đấy, 380 cho giò này. Sang bên này đây sẽ là
Bên đây là hình số 8. Hình số 8 là một cái giò cáo, cũng là dân người ta trồng vào cái cây cạnh nhà, em nghĩ là như thế. Tại vì người ta cắt thì cây tươi, nhưng mà em nghĩ rằng là cây này thì không biết là nguyên bản hay là lấy ở nhà về. Là hai bố mẹ rất là khủng, và cả hai cây này thì đều đang có hai cần hoa rất là dài, rất là dài, rất là đẹp luôn đó. Và ở đây là đang có ba cây con mọc lên nhá. Cây mẹ thì của em sẽ đếm xem bao nhiêu cặp lá. 2 4 6 7 cặp lá. 2 4 6 7 cặp lá nhá cô chú anh chị nhá. Cả hai cây bố mẹ đều có 7 cặp lá, rất là khủng luôn ạ. 4 cần hoa, em sẽ quay phía đằng sau này cho cô chú anh chị nhìn. Đó, rất là đẹp luôn nhá cô chú anh chị nhá. Cực kỳ là to và khủng luôn ạ. Hai cây cáo rất là to, khủng và cực kỳ là đẹp, không bỏ lá chân. Đang ba cây con mọc lên đẹp tuyệt vời như thế này. Và giò cáo này em xin phép được bán với giá là 400.000 ạ. 400.000 cho giò cáo này nhá cô chú anh chị nhá. Mỗi một cây đều có hai cần hoa rất là to và dài luôn. Hình tiếp theo là hình số 8. Cái chậu này có ba cây cáo, đang hai cần hoa. Giò này thì thuần ở nhà em rất là lâu rồi, nhìn cái bộ rễ của nó siêu dài như thế này. Cái giò cáo này em xin phép bán với giá là 200.000. Là những cây xếp V nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 9. Chậu cáo này có 3 cây, đang có 1 cần hoa, em cũng bán là 200.000. Và giò số 4. Đây là một giò cáo, không biết là dân người ta trồng bằng cái gì, chắc là nghiến của chú anh chị ạ. Giá thể rất là nặng luôn, nồi đồng cối đá luôn ạ. Cái giò này thì hiện tại đang có 3 cần hoa. Đấy, 3 cần hoa mà người ta vận chuyển ở như thế nào về mà nó cũng có bị chảy xước ở đây một chút xíu đấy. Và cái trụ cáo này em bán với giá là 250.000. Có bao nhiêu cây đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây gì đó cô chú anh chị ạ. 250.000 cho trụ cáo này nhá, bằng giá thể bằng nghiến cô chú anh chị ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 11. Hình số 11 này là một cái trụ cáo xinh xinh, có tất cả là 4 cây. Đấy, 4 cây cáo xinh này đang có 1 cần hoa. Giò cáo rất là xinh này ạ. Dân người ta trồng vào cái gỗ này khá là nhẹ. Và em bán cái trụ cáo này với giá, giò cáo này với giá 200.000. Mà sang bên này đây sẽ là những cái hình cáo thuần. Cô chú anh chị có thể về ghép, tự ghép nhé cô chú anh chị nhé. Mùa này cô chú anh chị ghép cáo thì không phải lo đâu ạ. Cái mùa cáo, ghép cáo tuyệt vời nhất trong năm luôn cô chú anh chị nhé. Chỗ này là em có một chỗ cây là một mẹ hai con rất là to này. Một mẹ hai con rất là to. Chỗ này là một cái dề có hai cây nữa này. Đấy, bản lá dày cộp luôn. Bên này một cây hơi xước lá đầu một chút xíu. Và lô cáo này thì em xin phép được bán với giá là 160.000 cho hình cáo này nhé. Là hình số 10, hình số 12, hình số 13. Hình số 13 thì cái chỗ này là có 11 cây cáo cô chú anh chị ạ. Tổng là 11 cây cáo mướt đẹp như vậy, em bán với giá là 170.000. Hình số 14, 9 cây. 9 cây cáo khá là lớn nhé cô chú anh chị nhá. 170.000. Nói chung ấy mùa này thì cô chú anh chị trồng cáo không phải lăn tăn luôn ạ. Không phải lăn tăn luôn cô chú anh chị nhá. Trồng khoảng tầm 10 cho đến 15 ngày là cây bắn rễ đẹp tuyệt vời rồi. Và một cái phần cáo xếp rất là đẹp luôn đấy ạ. Một cái lô cáo xếp rất là đẹp. Là hình số 15. Một cái lô cáo xếp nhá. Đây này cô chú anh chị này. Một cái lô gồm có 6 cây cáo xếp ạ. 6 cây cáo xếp ở cái lô cáo này em xin phép được bán với giá là 190.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 16, là 9 cây xanh tươi mơn mởn, cực kỳ là tuyệt vời luôn cô chú anh chị này. Quá là đẹp cái cây này này, lô này quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Lá căng mướt cực đẹp luôn. Cái lô này thì có 9 cây, xin phép bán 180.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17, là 11 cây, hiện tại cũng đang có 2 cây có nụ kìa. Đó, lá căng đẹp như vậy em bán là 170.000 nhá. Hình số 18, 7 cây. Đó, 7 cây. Nói chung là những cái cây cáo bên nhà em thì chọn lựa rất là kỹ luôn. Như cây này rất là đẹp này. Xanh lá dày và ở lô này đang có hai cái nụ khá là đẹp nhá. Hình này em bán với giá là 170.000. Hình tiếp theo là hình số 19. Lô cáo 19 đấy ạ. Lô cáo 19 này tổng cũng là 9 cây, có những cây rất là lớn luôn. Hình này em bán 180.000. Hình 20 ạ. Hình 20 này có 8 cây cáo rất là đẹp này ạ. 8 cây cáo cực kỳ là đẹp ở đây. Đó, nụ này cô chú anh chị này, có những cây lá dày, bản lá to tròn xoe luôn, em bán hình này 170.000. Hình tiếp theo là hình 21, 11 cây cáo. 11 cây cáo này thì em chỉ bán với giá có 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. 11 cây có 150.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 22. Cô chú anh chị nhìn cho em, có những cây xếp V thẳng rất là đẹp luôn này, như cây này xếp V thẳng cực kỳ là đẹp này. Đó. Hình này có tất cả là bao nhiêu cây nhỉ? Hình này có 9 cây cô chú anh chị ạ. 9 cây.
9 cây cáo lớn, trong đó có cây xếp V thẳng rất là đẹp, em bán với giá là 180.000. Sang hình tiếp theo là hình số 23. Cũng là một cái lô cáo căng mướt đẹp miên man như thế này, nó có 7 cây ạ. 7 cây cáo ở hình này em bán 180 nhá. Hình tiếp theo hình 24 cũng là 9 cây khá là lớn, em bán với giá là 160.000 thôi. Và hình tiếp theo là hình số 25. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em. 25 này có 5 cây cáo to cô chú anh chị nhá. 5 cây cáo to này em cũng xin phép bán là 160.000. Và hình số 26 ạ, cái lô này có 13 cây luôn với giá chỉ có 140. Và hình tiếp theo hình 27, 13 cây. Một cái ôm rất là nhiều như thế này cô chú anh chị này. Cây nhỡ khá là to rồi đấy ạ, nên là cô chú anh chị nhìn thấy cực kỳ là sum suê như thế nhá. Lô này em bán 180. Hình tiếp theo hình 28 với số cây là 15 cây, có những cây xếp rất là xinh. Lô này em bán với giá 170. Và hình 24, 16 cây ạ, có 150.000 thôi, một cây cáo chưa đến 10.000 cô chú anh chị này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 30 ạ. Hình 30 này cô chú anh chị này là những cây cáo rất là to. Trong đây thì có tất cả là 5 cây nhưng có 2 cây mẹ con nhé. Có 2 cây mẹ con sẽ thành là 7 cây luôn đấy ạ. Hình này em bán với giá là 170.000. Và hình tiếp theo hình số 31, 9 cây. Đó, 9 cây, 9 cây khá là lớn, có những cây cũng xếp rụt rất là đẹp. 9 cây này em chỉ bán có 160.000 thôi ạ. 160.000 nhá. Và bên này là hình tiếp theo hình số 32, mỗi cây cáo này. Là một cái ngọn cáo mà trước đây em thấy là cái ngọn cáo này nhá, ngọn mẹ trước đây là hoa phân nhánh và phân đến 3 nhánh luôn. Còn năm nay thì cái cây cáo bé này thì em thấy là không có hoa cô chú anh chị ạ. Hai cây cáo nhỏ này không có hoa, nó là hai cái, nó là cây con của cây mẹ bị hỏng ngọn đấy cô chú anh chị. Mái dòng dòng nó bị hơi dập lá một chút xíu, do vận chuyển trên rừng về người ta dân người ta không giữ được ấy. Cây này phân đến 3 nhánh hoa, cây mẹ của nó phân 3 nhánh hoa và cần hoa rất là dài luôn. Đấy. Thì cái dòng hoa này là một cái kiểu đột biến. Thì cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm em bán là 100.000 nhá. Bên này sẽ là hình quế lan hương. Cái hình quế lan hương quế trắng tháng 8 là hình quế xếp đấy ạ. Một hình quế lan hương này có 3 đầu ngọn này cô chú anh chị này. Em bán hàng hình 3 quế ngọn quế này ạ. Bản lá dày dặn và rất là đẹp luôn. Bóng cực kỳ là đẹp như thế này. Và hình này em bán với giá là chỉ có bao nhiêu ạ? 300.000. Cô chú anh chị có ngay một cái giỏ quế rất là đẹp nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 34 này. Lô này có tất cả là 4 đầu ngọn ạ. 4 đầu ngọn quế lan hương này thì em bán với giá cũng là bao nhiêu ạ? 300.000 ạ. 300.000 nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 35, 180.000. 180.000 cho 4 ngọn quế. Và hình số 36. Không phải 180 mà chỗ này 200 chứ. Và hình số 36 là 4 ngọn quế cực, 5 ngọn quế cực kỳ là đẹp ở đây. Với giá em bán chỉ có 260.000. Và hình tiếp theo là hình số 37. 37 này là 3 ngọn quế to, rất là to đấy ạ. 3 ngọn quế cực kỳ là to này. Đấy, về cô chú anh chị làm một chậu cực kỳ là đẹp nhá. 3 ngọn quế này em bán với giá là 360.000. Và sang bên này sẽ là hình số 38. Hình số 38 là một cái giò gà tròn của vùng Cao Bằng. Cái giò tròn này thì dân người ta chắc là cũng mang về nhà khá là lâu rồi. Hiện tại cây đang lên mầm này. Đó, cái giò gà tròn này thì cô chú anh chị thấy là vừa rồi cực kỳ là nhiều thân hoa nhé. Hiện tại cây cũng đang lên mầm rất là đẹp. Thì cô chú anh chị chỉ việc treo lên và chờ hoa thôi. Gà tròn của vùng Cao Bằng ạ. Đã, một cái giò rất là nhiều thân tơ và xinh như thế này. Nhiều thân và đẹp như thế này em bán là 140 nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình số bao nhiêu ạ? Hình số 39. Em bán cái giò này 100.000 gà tròn. Gà tròn này 100.000 này cô chú anh chị này. Chỉ 100.000 thôi. Hoa của nó cực kỳ là xinh. Số 40 là một cái giò điệp tím của vùng Cao Bằng. Cái giò điệp tím của vùng Cao Bằng cô chú anh chị này, giò này là cái giò mà em đã trồng thuần ở nhà rồi. Cây này thì lá mít này, cô chú anh chị thấy là cái lá chân của nó lên là mít đồng xu luôn đấy ạ. Đây ạ, lá nhựa nhá, lá mít đồng xu. Hiện tại thì đang hai cái cần hoa rất là đẹp luôn đây. Sai tăm tắp luôn ạ. Đấy, một cái dòng thân thủ mít đồng xu mà lá mít lá nhựa đẹp. Và cái giò phi điệp này em xin phép được bán với giá là 220.000 nhá. Bên này cô chú anh chị nhìn thấy cái ki của nó rất là nụ này, cũng mấy ki cũng đang có nụ luôn này. Đó. Xin nhắc lại giá là chậu này về cô chú anh chị thưởng thức hoa ngay. Cái giò thân lá cực kỳ là đẹp với giá chỉ có 220 ạ. Và tiếp theo sẽ là hình số 42.
Hình số 42 này cũng là một cái giò điệp của vùng Cao Bằng. Hiện tại đang là có 5 mầm gốc cô chú anh chị nhé, 5 mầm gốc và một số ki ở đây. Và ba cái thân hoa rất là sai nụ đều, rất là đều ở đây này cô chú anh chị này. Buổi tối mà em thấy là cánh của nó khá là bay. Đó, cái bông hoa cánh tím hồng rất là đẹp. Cánh tím hồng rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, sắc hoa tím hồng rất là đẹp. Ở đây thì buổi tối nên là cái mắt của nó không được sáng ấy cô chú anh chị. Còn chứ còn ban ngày thì cái mắt của này rất là sáng và rất là sáng và rất là đẹp luôn. Đấy, giò điệp này này, ba thân hoa này với 5 mầm gốc cực kỳ là đẹp như vậy em bán với giá chỉ có 300.000 ạ. Và sang hình 42 là một cái giò điệp thân thủ rất là nhiều mầm gốc, cũng là lá mít nhựa đồng xu này cô chú anh chị này. Và một cái thân này dài chắc, một cái thân nụ này dài chắc phải trên 1 mét. Và bên này thì cực kỳ là nhiều ki nữa đấy ạ. Nhiều ki nữa nhá. Và chậu này thì em xin phép, giò này em xin phép được bán với giá là 160.000 cho hình 42. Sang hình tiếp theo sẽ là hình một cái giò điệp vàng. Một cái giò phi điệp vàng duy nhất em bán với giá là 150.000. Và bên này thì em vẫn có một cái chậu cáo hoa phân nhánh cực kỳ là VIP ở đây. Siêu VIP ở đây cô chú anh chị nhá. Em vẫn có nhu cầu bán cái chậu đây. Và một cái giò cáo trắng bản lá rất là to. Đấy, một cái giò cáo trắng bản lá cực kỳ là to ở đây này cô chú anh chị này. Có 6 cặp lá tất cả, bản lá rất là to. Một cái chậu phải nói là cô chú anh chị mà về chăm làm giống thì một cái giò này sau này có thể tạo ra những tác phẩm tuyệt vời nhá. Đấy, cái chậu hoa phân nhánh này thì cô chú anh chị có thể thấy là cây xếp rất là thẳng, hai cần hoa to bừng và phân nhánh ở đây ạ. Sang bên này em còn có, vẫn có những cái cây hồ điệp này cô chú anh chị này. Những cái cây hồ điệp em có vàng công chúa cô chú anh chị nhá. Hồ điệp vàng công chúa, một cái chậu như vậy là có 2 cần hoa. Đấy. Em bán một cái chậu như vậy với giá là 70.000 cô chú anh chị về có thể thưởng thức hoa xong rồi có thể cắt cần đi để làm mà làm giống nhá. Vàng công chúa. Bên này sẽ là những cái đặc sản của miền Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Miến rong phe đén ạ, 100.000 cho một túi 1 kg. Và cái chuối hột khô, chuối hột khô với giá cũng 100.000 cho một túi 1 kg. Mắc mật, quả mắc mật khô với giá là 100.000 cho một túi 1 kg. Bên này sẽ là rễ mũ tần. Rễ mũ tần em bán với giá là 120.000 cho một túi 1 kg nhé. Nấm ngọc cẩu với giá là 150.000 ạ. Tầm gửi cây chanh 220 và tầm gửi cây nghiến 190. Và hoàng tinh với giá là 200. Măng lưỡi lợn với giá là 200.000 cho một túi 1 kg. Bên này em có vỏ thông này, có đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn, đồng giá 20.000 cho 1 kg. Giớn vụn một cái giá thể chống lan tuyệt vời với giá là 20.000 cho 1 kg, 40.000 cho 1 kg. Rêu rừng 50.000. Autolic là 10.000 cho 1 gói. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000. Hùng nguyễn 25.000 cho 1 lọ, 5.000 cho 1 cặp. Dưỡng chất AB 85.000 cho 1 lọ. B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000. Super thai hormone tăng trưởng 50.000. Liền da mỹ tiến với giá là 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Ba loại siêu dơ dễ N3M với giá là 30.000 cho 1 lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá là 30.000 1 lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho 1 lọ nhé. Phân bón dạng túi lọc một hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong em bán với giá là 35.000 cho 1 lọ. Một hộp như vậy. Và bên này sẽ là kim kim boom đặc trị thối nhũn. Kinkinbum đặc trị thối nhũn 25.000 cho 1 gói, không biết là đi đâu rồi. Chicho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho 1 gói ạ. Và một cái túi như vậy là 1 kg em bán với giá là có 50.000 thôi, một hộp như vậy là 1 kg với giá là 130.000. Và bên này sẽ là cái dây buộc lan chiều dài 100 m, giá cắt kèm theo cực kỳ là tiện dụng với giá là 35.000 trong cái cuộn như vậy nhỉ. Bên này sẽ là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân châu và đậu tương đã ủ men vi sinh và bấm trong vòng trên 2 tháng. Giá em bán là 35.000 trong một cái túi như vậy nhá. Cái sản phẩm phân bón phân châu này thì nó rất là lành tính và hiện tại trên thị trường thì cô chú anh chị biết rồi, người ta bán không dưới 60.000 đâu ạ. Bên này em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, em bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời, hoàn toàn từ tự nhiên nên rất là lành tính. Bên này thì em vẫn có những cái chậu HO rất là đẹp. HO Phú Thọ đồng giá, đây, những cái chậu HO cực kỳ là đẹp, đồng giá chỉ có 450 thôi. Đấy. Và Phú Thọ thì chỉ có 150.000 cho một chậu. Là hàng ươm ki nhá. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ.